đoán người trúng xổ số gần 70 tỷ đến từ Hà Nội. Tối ngày 7 tháng 12, chương trình xổ số Mega 6 trên 45 đã tìm ra chủ nhân của giải jackpot trị giá gần 70 tỷ đồng. Hiện nơi phát hành vé và danh tính người trúng giải vẫn chưa được tiết lộ, nhưng cộng đồng mạng đã có nhiều căn cứ để dự đoán người may mắn đến từ Hà Nội. Thậm chí trên fanpage của một chi nhánh bán vé số điện toán còn có dòng trạng thái đặt hy vọng về điều này. Xin chúc mừng tân tỷ phú trúng gần 70 tỷ trong kỳ quay số mở thưởng 61 ngày 7 tháng 12. Chúng tôi dự đoán và hy vọng tân tỷ phú này ở Hà Nội. Anh Đinh Quốc Khánh dự đoán, theo tôi phán đoán thì người trúng 70 tỷ đồng ở kỳ quay thứ 61 là người Hà Nội, hoặc ít nhất vé trúng thưởng được phát hành tại Hà Nội với dãy số trúng thưởng là 13, 23, 27, 28, 32, 45. Chúc mừng người may mắn. Còn anh Nguyễn Anh Tuấn, 34 tuổi, một lập trình viên tại thành phố Hồ Chí Minh, viết trên trang Facebook cá nhân của mình: Vlog này đã có mặt ở các tỉnh thành phía Bắc, tôi nghĩ đó là lý do để giải jackpot nhanh chóng có chủ nhân như vậy. Thậm chí sau này, giải jackpot sẽ có người trúng thưởng sau mỗi kỳ quay mở thưởng. Hãy cùng người Sài Gòn gửi lời chúc đến vị khách may mắn tiếp theo, trúng số tiền 69,5 tỷ đồng. Về việc giải jackpot liên tục có chủ, một lãnh đạo của Vlog cho biết, với số lượng người mua vé số quá lớn thì việc trúng giải thật sự không quá bất ngờ. Tất nhiên là mọi quy trình từ bán vé tới quay số trả thưởng đều diễn ra nghiêm ngặt, đúng quy định với sự giám sát của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao. Cũng theo vị lãnh đạo này, không có gì để loại trừ khả năng giải jackpot tiếp tục có chủ ở kỳ quay thứ 62 vào ngày 9 tháng 12 tới. Vị này nói, mặc dù xác suất trúng giải jackpot trong Mega 6 trên 45 là rất thấp, nhưng chơi vé số là hên xui, may rủi. Hôm nay chưa thể nói gì về các giải thưởng của ngày mai, thậm chí là ai biết được thứ 6 tới, ngày 9 tháng 12 lại có người trúng jackpot hay không. Về nơi phát hành tấm vé số trúng giải jackpot gần 70 tỷ đồng, Vlog cho biết máy tính vẫn đang tiếp tục quét tìm thông tin cụ thể hơn. Hiện người trúng giải chưa liên hệ với Vlog nên không thể khẳng định người này đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay bất kỳ nơi nào khác. Trước đó, sau 3 tháng triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh, giải xổ số Mega 6 trên 45 vẫn chưa tìm được chủ nhân của giải jackpot. Khi giá trị giải thưởng này tăng lên hơn 92 tỷ đồng, cũng là lúc mà Vlog đang đẩy mạnh kinh doanh ở khu vực miền Tây, thì một khách hàng tên Thái ở Trà Vinh đã may mắn trúng giải. Một tháng sau đó, khi Vlog tiếp tục mở rộng hệ thống kinh doanh sang các tỉnh lân cận, thành phố Hồ Chí Minh như là Đồng Nai hay là Bà Rịa Vũng Tàu, thì lần lượt hai vị khách hàng cùng tên D đến từ hai tỉnh thành này đã trúng giải. Tuy nhiên, khác với vị khách đầu tiên, hai vị khách tên D đã thăm dò thông tin rất kỹ trước khi liên hệ với Vlog để nhận giải, khiến nhiều người hồi hộp dõi theo sự xuất hiện của họ từng ngày. Ở hai kỳ quay số mở thưởng vào hai ngày chủ nhật của hai tuần liên tiếp sau, hai người khách may mắn quê ở Quảng Ngãi và Vĩnh Long tiếp tục trúng giải jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt là vị khách quê ở Quảng Ngãi đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trúng giải khi Vlog vừa mở rộng kinh doanh sang các tỉnh thành miền Trung và chuẩn bị kinh doanh ở Hà Nội. Vlog đã chính thức triển khai kinh doanh tại Hà Nội từ ngày 5 tháng 12. Ngay từ những ngày đầu mở bán thì người dân Hà Nội đã tỏ ra rất hào hứng mua vé số loại này. Yeah.